Thì hôm nay đó là một cái buổi thứ hai trong hoạt động chia sẻ về kinh nghiệm thực hành lòng mừng gần. Thì em đại diện nhóm Phường Thuất Nam chia sẻ cái hoạt động của nhóm Phường Thuất Nam và một số cái hoạt động. Thì đây là cái câu chuyện của nhóm Phường Thuất Nam nên nó diễn ra. Thì trong cái quá trình mà em chia sẻ đó, các anh chị chúng ta có thắc mắc gì và câu hỏi gì thì chúng ta cứ giơ tay lên. Rồi cái đó là nếu mà phù hợp thì em sẽ mời các anh chị chúng ta chia sẻ ở đạp và đặt câu hỏi. Dạ. Xin tự giới thiệu luôn, em là chủ nhiệm lớp 10 Nam. Dạ. Cái phần trình bày á là gồm có 3 phần. Phần trình bày gồm có 3 phần, đó là giới thiệu nhóm Vườn Thuốc Nam, dự án che mở và xem video học làm vườn gừng. Dạ. Thì nhóm của mấy anh em thì Vườn Thuốc Nam nó được thành lập từ năm 2014. Thì lúc đó là mấy anh em là một cái nhóm sinh viên trong trường Đại học Cần Thơ á. Thì khi mà tham gia các hoạt động mà trồng cây thuốc ở chùa, ở tham gia các hoạt động hay mà dạng như sưu tầm cây thuốc ở chùa á, thì thấy rằng nó là cái cây thuốc ngoài tự nhiên nó là càng ngày càng ít, và dạng như nó là muốn đi kiếm thuốc á, là kiếm càng ngày càng xa và nó là khó khăn hơn do việc kiếm cây thuốc rất nhiều. Thì có một cái ý tưởng nảy ra, đó là các cô chú trong chùa á, thì nó là bắt đầu nó là đi xin đất, rồi cái hay là dạng như kiếm những cái mảnh đất mà người ta không có trồng cây đó, xin cái mảnh đất đó để cho cái việc hay là trồng thuốc ở cho phục vụ cái nhu cầu thuốc trong chùa. Rồi cái đó là ở trong trường Đại học Cần Thơ lúc đó là dạng như cũng có rất nhiều đất trống, thì có duyên á, là một anh là giác đó là đội trưởng cũ của đội công tác xã hội thì liên hệ với mấy anh em để nó là cùng xây dựng cái vườn thuốc ở trong trường Đại học Cần Thơ. Thì thấy là mấy anh em kết hợp với nhau là cùng nhau xây dựng vườn thuốc. Thì cái mô hình vườn thuốc đầu tiên khi mà mấy anh em áp dụng trong trường Đại học Thơ là cũng áp dụng theo mô hình vườn gừng, nhưng mà giác đó không biết mô hình vườn gừng đâu. Giác đó thì trồng là dạng như, tại vì giác đó em luyện thi là sinh học lớp 12 nên là dạng như kiến thức sinh học là về một số cái là nó cũng tương đối nó chắc, nên là biết rằng là trồng cây là phải theo đúng diễn thế sinh thái của nó nè. Rồi cái cây là dạng như trồng nhiều cái cây nó kết hợp với nhau thì nó hết sâu bệnh. Thì chính giờ đó mà dạng như mấy cái kiến thức cơ bản đó em áp dụng là em trồng nhiều loại cây kết hợp với nhau. Em trồng cây này là cây ngũ gia bì, kết hợp dưới là thuốc mọi, kết hợp dưới là dạng như cây cúc tần ở dưới, rồi kết hợp dưới là hàng hàng cây cúc dại ở dưới nữa. Thì mấy cái hàng đó kết hợp với nhau và mấy hàng đó đều có giá trị dược liệu hết, rồi trong chùa đều trồng hết, nên thế là trồng với nhau và mỗi hàng theo là phụ trách một tầng tán nhất định. Rồi tới bây giờ nó là cái khu đó nó là dạng như qua mấy năm rồi, hiện tại bây giờ cái khu đó nó là trừ cái chỗ mà bị phá thôi thì cái vườn thuốc chỗ đó nó vẫn còn được duy trì do hay là cái thập phần gần khá tốt và không có tốn nhiều công chăm sóc. Rồi trong cái quá trình mà mấy em làm vườn thuốc, trồng cây thuốc đặng cho chùa rồi cho mấy nơi mấy dự án, thì sau đó là mấy em phát triển một số cái dự án về trồng cây thuốc ở mấy tỉnh ở miền Tây. Ví dụ như là đây là một cái dự án về phát triển vườn thuốc ở An Giang. Rồi dạng như rồi hay là dạng như cái hình rồi cái hình này á, thì chụp hay là trên cái dự án vườn thuốc Nam An Giang, nhưng mà hay là trong cái khuôn khổ hay là dự án du lịch chia sẻ. Du lịch chia sẻ thì mấy em đi hay là tham quan mấy cái dự án của vườn thuốc Nam của nhóm á. Đi tham quan từ Long Xuyên rồi Hậu Giang rồi Kiên Giang, Đồng Tháp đồ kia, đi một vòng như thế. Thì đây là hình chụp. Và dạng như trong cái quá trình mà làm cây thuốc đối với vườn thuốc rồi nghe chia sẻ của các thầy cô và quá trình học tập thêm thì thấy rằng cái việc mà con người chúng ta đó thông thường hay là dạng như chúng ta bị bệnh là chủ yếu hay là dạng như nguyên nhân rất là lớn là do ăn ở không tốt. Đôi lúc nói cái câu đó hơi phũ phàng nhưng mà đó là sự thật. Ví dụ như cái việc mà ngày hôm nay chúng ta thức quá khuya, rồi qua ngày hôm sau chúng ta vẫn cố làm việc rất là nhiều thì sức khỏe chịu không nổi, thì hay là qua buổi tiếp theo nữa thì nó bị cảm hoặc là nó bị mệt mỏi. Rồi hoặc là dạng như đi ra đường mà trời mưa đi chẳng hạn mà vẫn thích tắm mưa, đi về nhà hay là qua ngày hôm sau thì bị cảm.
Thì tức có nghĩa là dạng như thông thường là cái bệnh đó, nó từ do cái việc hay mà lối sống hoặc là việc hay mà dạng như ăn ở của chúng ta mà gan. Và dạng như từ lúc đó mà mấy em thấy rằng cái việc hay mà trồng cái thuốc này nè, nên suy nghĩ lại và đổi cái phương án về cái việc hay mà trồng cái thuốc này, rồi kết hợp với những cái yếu tố mà nhân viên khác á, thì lúc mà trong mấy giai đoạn mà mấy em trồng cây thuốc thì thấy rằng là nguyên một nhóm đám trồng luôn cùng nhau quan sát để cùng nhau trồng và học hỏi, thì thấy rằng khi mà mình trồng cây á, cảm thấy như mình chậm lại cái cách mà mình tiếp cận, mình quan sát tự nhiên, mình quan sát chậm lại á, thì lại có một điều thú vị, đó là nó giúp cho mình đó là mình quan sát được tâm mình và quan sát được chính mình. Ví dụ như mình dòm ra một cái cây nó lớn lên, nó cần có những nhân viên nào, ví dụ như nước nè, ánh sáng, nhiệt độ, rồi dạng như hạt giống đi, để cho cái cây lớn lên. Thì ví dụ như việc mà một hạt giống yêu thương trong mình đi chẳng hạn, nó càng lớn lên thì nó càng có những cái thứ gì. Còn theo là mình muốn dẹp hạt giống yêu thương đi, một hạt giống giận dữ nó lớn lên thì nó càng có những thứ gì. Thì gần như là cái việc mà trồng một cái cây nó cũng y như là cái việc mà phát triển cái tâm thức và cái cách nhìn và hoàn thiện cái con người vậy đó. Và lúc mà dạng như mấy anh em có duyên thì mấy anh em có được một cái cộng đồng bên cách mạng một cộng gom của bên anh Tuấn Khi Tu Di, anh chia sẻ cho quyển là cách mạng một cộng gom. Thì khi mà đọc đó thì mấy anh em cảm thấy rất là tâm đắc nhất là cái câu này: mục đích tối thượng của việc làm nông không phải là trồng cây mà là tu dưỡng và hoàn thiện con người. Nó đúng y như hay là như những cái gì mà mình suy nghĩ và mình đang áp dụng đó. Rồi từ đó mà mấy bạn cùng nhau mà ngồi lại làm, hay là dạng như bắt đầu hay là cái việc hay mà tìm hiểu nông nghiệp để có thể là ai mở mi vậy ta. Ok, anh lập tiếp đi. À, không có gì. Thì cùng nhau để tìm hiểu nông nghiệp giống như một cái con đường để phát triển và hoàn thiện chính mình thôi. Dạ. Và cái hoạt động hay mà bắt đầu là dạng như trồng cây thuốc mà dạng như cho nhiều nơi và dạng như với cái hoạt động hay là dạng như chữa bệnh ở trên phần ngọn thì bắt đầu mấy em giảm dần, và chủ yếu hay là dạng như mấy em nhìn với một cái góc nhìn khác, đó là cái cây thuốc đó, nó giống như là một phần của cuộc sống của chúng ta vậy đó, giống như cái hàng rau và thức ăn hàng ngày thôi. Thì nếu mà chúng ta nhìn với góc nhìn đó thì chúng ta sẽ không có bị bệnh, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn với cây thuốc đó là một cái để chữa bệnh đó, thì đa phần là mấy người đó là bệnh nát hết trơn luôn. Rồi khi mà đến một cái nhân viên rồi đó thì mấy anh em thấy rằng mấy cái kiến thức về làm vườn gừng nè, nó nhìn ở một cái góc độ nào đó nó hơi khó tiếp cận đối với đa phần đó là cái mặt bằng chung của tất cả các mọi người. Thì cũng may là lúc đó em được chia sẻ và thấy cái video về Life Sunchubi, là cái video mà chúng ta coi nãy, thì em chỉ coi nó một lần thôi, lần đầu tiên, và em thấy rằng cái video đó là cái mô hình đó nó rất dễ lan tỏa, nó là trong đó là nó xác định là con người là một phần của tự nhiên nè, và là dạng như cái ngày hôm nay á, cái môi trường và kinh tế nó đều đổ vào với quy mô lớn, và là dạng như chúng ta cần phải cái giải pháp với quy mô lớn, và là dạng như cái vườn gừng tương hợp năng lượng đó là một cái giải pháp mà có thể áp dụng với quy mô lớn luôn, cái quy mô mà dạng như cỡ khoảng vài trăm hecta đến lúc cả ngàn hecta luôn còn áp dụng được. Và nó cũng có một cái lợi thế, nó là dạng như nó rất dễ lan tỏa, tại vì cái kiến thức của nó chỉ nằm trong những cái việc theo là cắt tỉa rồi che phủ sinh khối thôi, có thể nói nôm na nó lại như thế, nên nó rất dễ lan tỏa. Còn đối với dạng như một số trường phái về nông nghiệp khác, tuy là dạng như nó cũng cũng là cái nông nghiệp đó, nhưng mà dạng như cái kiến thức của nó mang cái tính chất là dạng như trực trực giác rất là nhiều, và dạng như là nó cần có một con người là họ họ có một cái góc nhìn và cái khả năng kết nối với thiên nhiên rất là cao rồi á, thì giờ đó là dạng như họ mới thực hành tốt cái kiến thức vườn gừng. Nhưng mà là cái Sinchubi nó là một cái kỹ thuật nông nghiệp thôi, chứ nó không phải là dạng như nó mang cái tính chất
trực giác và dạng như cái sự nhạy cảm rất là cao đó, nên thế là dạng như làm cho người ta dễ tiếp cận hơn, dễ tiếp cận hơn với thông thường, và em thấy là dạng như nó có thể dễ lan tỏa hơn. Và từ đó mà dạng như bắt đầu hay là em tìm hiểu về các mô hình này, và sau khi mà ra trường á thì hay là dạng như làm thiết kế và các mô hình vùng rừng này, và kể cả đối với các dự án mà sau của quận Thuốc Nam hay là khi mà thực hiện hay là đều áp dụng thêm một cái mô hình vùng rừng tương hợp năng lượng. Dạ. Rồi sau một cái quá trình đó thì rồi nhóm hay là dạng như sửa đổi lại cái sứ mệnh của mình và lựa chọn hay là cái sứ mệnh của mấy em là lan truyền cái cảm hứng kết nối con người với thiên nhiên thông qua các hoạt động trồng rừng nè, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, phát triển như mô hình vùng rừng, và quan trọng hay là tạo ra những vùng đất mà con người là một phần quan trọng trong xã hội phát triển bền vững và không tách con người ra khỏi cái khu đất đó. Tại vì dạng như hết là chúng ta em thấy rất là nhiều cái dự án họ trồng rừng rồi cái sau đó hết là dạng như sau khi mà trồng xong đó, rồi cái sau đó những tết dự án đó mất đi, hay là dạng như cái khu rừng đó cũng mất đi luôn, không có ai chăm sóc rồi không có mang được lại cái giá trị cho nó, rồi cái người dân địa phương rồi họ cứ phá nó và cuối cùng hết là dạng như nó không tồn tại được. Thì cái mong muốn của nhóm đó là tạo ra những vùng đất mà cái con người là một phần trong đó, và hay là dạng như kể cả khi mà con người rút ra khỏi cái hệ thống thì nó vẫn và tự vận hành và phát triển được, chứ không phải hay là dạng như trồng cây rồi cái sau đó cách ly con người ra khỏi cái khu đó, thì thật sự không muốn điều đó. Dạ. Rồi lúc mà có cái mong muốn đó đó, rồi mấy anh em cùng nhau họp lại rồi nói mang tên cái dự án đầu tiên đó, cái dự án đó sẽ tên là Che Mở. Tại vì đơn giản là em rất thích cây tre. Tại cây tre đó là dạng như nó mang cái đặc tính của nông nghiệp Việt Nam rất là nhiều, gắn bó rất nhiều với người nông dân Việt Nam, tính sử dụng rất cao, từ sử dụng cho nông nghiệp cũng được, đời sống cũng được, rồi cái việc sao mình coi cũng có giá trị dược liệu rất là cao. Thì nên hay là đặt cái tên của dự án là Che Mở luôn. Và khi sau khi mà dạng như trao đổi thì nguyên một đám đa phần hay là mấy đứa trong nhóm là đều là hay là nằm ở cái khu vực miền Tây, chỉ trừ chính ra thôi nằm ở khu vực miền Tây, nhưng mà hay là mấy bạn là thống nhất với nhau hay là xây dựng các mô hình ở khu vực miền Tây nè, rồi ở đó hay là trồng bảo tồn đa dạng sinh học và các cây thảo dược. Tại vì hay là dạng như trước đó hay là dạng như nhóm có mang tên là Vườn Thuốc Nam mà, vậy hay là dạng như cái việc hay mà mấy anh em đánh giá cái tính đa dạng sinh học là cực kỳ cao, cái vai trò của đa dạng sinh học cực kỳ lớn, và hay là dạng như còn có một cái lý do khác là muốn hệ thống hóa lại các tài liệu về mô hình vùng rừng. Tại vì đa phần các kiến thức về mô hình vùng rừng á nó ở nước ngoài không à, ở Việt Nam hay là dạng như không có quá nhiều bài viết về mô hình vùng rừng, và để qua áp dụng qua phù hợp với điều kiện ở Việt Nam á, thì thật sự là nó rất là khó khăn, nên hay là dạng như muốn làm để có thể hệ thống hóa lại tài liệu các mô hình vùng rừng mà có thể lan tỏa được tốt hơn. Thì đó là cái ý tưởng ban đầu của dự án Che Mở. Rồi trên cái ý tưởng này nè thì tiếp tới hành trình tiếp theo đó là tìm đất trồng cây. Thì ban đầu mấy anh em đi đi tìm ra đất rồi thay, nó là dạng như tìm ra được cái mảnh đất mà dạng như ở Lấp Giò gần quê em, nó khoảng cỡ chừng 1 hecta, mà thuê nó là dạng như 1 năm cho hay là thuê 400 triệu 1 năm, nên nó là dạng như 400 triệu 5 năm, rồi cái đảo qua đảo lại thấy rằng hay là trong túi không mấy đứa, không có đứa nào có tiền hết. Rồi việc mà dạng như làm nó thì ban đầu nó cần phải có xây nhà xây này xây kia đầu kia gian, tốn rất là nhiều tiền và phần kinh phí, thì chế gặp rất là nhiều khó khăn cho cái việc này. Rồi bỗng một hôm em đi nhậu với một ông anh, tại ông anh đó rất là thăng, thì ông hỏi rằng hay là mấy ông bay đang tìm kiếm được đất kiếm ra được chưa, thì hay là nhẹ như nói chưa, thì rồi cái anh hỏi sao mà mấy ông bay không có tìm ra, hay là hỏi coi coi những cái người mà có cùng mong muốn với mình đó, họ đang làm đó, thì cùng làm với họ.
thì khi nào thì mình cùng làm với họ cái giá trị chung á, thì nó là dạng như khi mà mình thuê á, thì nó là dạng như cái giá thuê rất là rẻ, là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai đó là nếu mà mình khúc gửi cái khu vườn đó đó, thì dạng như nó là họ vẫn duy trì cái khu vườn chứ không có phải phá và dẹp bỏ cái khu vườn, y như nó là dạng như một số cái dự án mà trước đó nó là dạng như làm hợp tác cùng với nông dân. Tự nhiên cái anh nói phân tích ra cái ý đó thì lóe lên trong đầu à, bây giờ tìm kiếm ra lại cái danh sách coi quen biết của mình, coi coi có ai có đất mà đang làm cái mô hình gần, thì sau đó nó là dạng như em liên hệ đối với anh Nguyễn Quốc Nam. Thì anh Nguyễn Quốc Nam thì chắc đó là dạng như ảnh ảnh mời em đi đi tư vấn thiết kế cho cái khu vườn vườn gần của ảnh chuẩn bị triển khai ở U Minh Thượng, Kiên Giang, và anh nói rằng hay là cái mảnh đất của ảnh là có 3 hecta, nhưng mà hay là chỉ có một mình ảnh làm thôi, vợ ảnh thì hay là chỉ hỗ trợ tiền thôi, chứ làm đồ ăn còn mấy chuyện khác nhưng mà làm vườn thì không có chơi, thì chỉ mình anh làm thôi. À thấy như thế rồi cái gọi điện nói như là bây giờ mấy anh em muốn tìm các bác làm đó, bây giờ muốn thuê, thì nó là dạng thì anh tính sao, thì nó là ảnh kêu nó là thôi về làm chung với ảnh và thuê giá là đắt, thuê 5 năm là với giá 0 đồng nha. Thì sau đó nó là dạng như về bắt đầu cái chiến lược hay là về nhà vườn Thuốc Nam đi về xung quanh, nhưng mà nó là trong cái quá trình đó thì sau khi mà thỏa thuận xong được nhân dân thì nó là thỏa thuận xong á, thì nhóm dự án gặp phải một cái vấn đề, đó là tại vì tính toán cái kế hoạch là dạng như khi mà thuê đất á, thì đất này nó có chuối sẵn nên là dạng như khi mà mình thuê á, thì mình rất nhanh mình sẽ có thu nhập nên cái phần kinh phí là nó sẽ không quá lớn, nhưng mà ai dè đâu nó là dạng như sau khi mà trao đổi khoảng cỡ chừng nửa tháng cho đến khoảng tháng sau thôi, thì nó xuất hiện ở khu vực đó nó xuất hiện mấy cái đợt mưa, thì nó là dạng như nó được dâng lên hay là dạng như một cái đợt mà ngập là trong nhiều nhất trong khoảng cỡ chừng 30 năm trở lại đây, thì nó lại cuối cùng nó là mấy anh em quyết định hay là thôi thấp đất thấp quá mà ít bữa nữa biến đổi khí hậu nè nó mưa nó cứ tăng lên từ từ thì cái việc này nó không ổn. Giờ nó là phải tìm ra cái giải pháp làm sao cho cái đất nó cao lên, thì bắt đầu xên đất rồi nó là mấy cái chuối này nó là nó phải phá lại hết trơn luôn, rồi nó là tiến hành nó là thực hiện làm lại từ đầu cho cái mô hình nguồn lực này và cái đất trống hoàn toàn. Thì nhưng mà nó là dạng như khi mà làm như thế thì nó là bao tiền tại dự trù kinh phí không, hay là dạng như sơ sơ đối với dự án cũng mấy trăm triệu rồi, thì cũng may là trước đó mấy anh em có xin đối với các dự án của quỹ cộng đồng đó, thì mấy anh em xin đối với cái quỹ của Nagogap của Trung tâm Phát triển Cộng đồng Liên, thì hay là dạng như may mắn hay là được hỗ trợ hay là dạng như 120 triệu. Rồi bắt đầu hay là xây dựng cái làm cái ngôi nhà đầu tiên ở U Minh Thượng, Kiên Giang, hay là cái hình mà ngôi nhà đầu tiên. Cái ngôi nhà làm khi nào nào, ngôi nhà làm khi nào, Anh không nhớ nữa, để quên mất tiêu rồi. cái đợt mình báo cáo quỹ á, là vào vào ngày 20 tháng 8, 20 tháng 8, và đến Tháng 10. ngày như thủy nhắn á, đến ngày 10, đến tháng 12 á mình mới có ngôi nhà đầu tiên nha mọi người, không phải là có tiền là có nhà được đâu. Nên chúng ta cứ note lại cái ý này trước nha, đó là mình tính nó khác lắm, mình cũng tính đó nhưng mà nó khác lắm. Ok, rồi mà anh Lập chia sẻ tiếp. Thì bắt đầu hết là xây cái ngôi nhà đầu tiên của vườn Thuốc Nam thì nó có cái ổ rồi, thì bắt đầu hết là dạng như mấy bạn cùng nhau để kéo nhau về cùng cùng nhau trồng cây và cùng nhau làm đó, và bắt đầu xây dựng một cái nơi quê về của vườn Thuốc Nam. Nhưng mà thú vị lắm, sau khi mà dạng như chúng em xây nhà xong á thì nó cũng bắt đầu hay là dạng như các hệ thống mà của Covid, mấy cái đợt Covid đầu tiên nó phát sinh và bắt đầu cũng rung đùi rồi đất, hay là dạng như nó lại phát hiện cái vấn đề đó là cái phèn ống, cái phèn ở khu U Minh Thượng Kiên Giang này nè,
nó là một cái vùng đất rất là màu mỡ, có thể nói là nằm trong top của đồng bằng sông Cửu Long luôn đó. Nhưng mà được cái là phèn rất là cao, thì cái phèn ống này nè là nó được tích lũy qua rất là nhiều thời gian. Thì có thể hiểu nôm na như là mấy cái phèn này nhưng mà chúng ta đẩy trên đất á là nó khoảng cỡ chừng mấy năm dài luôn, hay là nhẹ như nó mới có thể tan, và cái phèn này nó được giữ trong đất rất là lâu. Đây đây cái hình ở phía bên tay 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 trái ở tay phải là một cái ví dụ minh họa về cái nó sự chênh lệch giữa có phèn và không có phèn này anh chị, là một bên hay là bên đây không có phèn và bên đây hay là được múc lên nhầm chỗ hay là dạng như có phèn, thì cái cây bo bo nó phát triển nè, nó không bằng hay là dạng như 1/5 so với cái cây nhưng mà dạng như bên bên không có phèn đó, là cái mức phát triển của nó cực kỳ ảnh hưởng là cực kỳ khủng khiếp. Mà hay là dạng như mảnh đất của mấy em thực hên cái hay là dạng như phèn ống rất là nhiều. Chúng ta quan sát thêm cái đoạn này, khoảng cách giữa hai cây này với nhau từ cái cây lớn nhất á với cái cây nhỏ là nó chỉ có gần 1 mét thôi nha mọi người, tức À, là không chính chính xác á, bên này với bên này nè là nó chỉ có khoảng cỡ chừng cỡ 60 cm thôi chứ không tới 1 mét đâu. từ cái cây lớn đến cái cây nhỏ nhất nè, cái cây vàng khè luôn nè, là khoảng đó, và cách nhau một chút là khoảng này là cái cây thứ hai. Chúng ta thấy nếu nếu như mà mình không có một cách nào để cải thiện cái hệ thống này thì những cái cây mà mình trồng ra xác suất là 50% á là nó tèo giống như hai cây nhỏ, 50% là nó sẽ lớn như hai cây lớn. Cái này nó rất quan trọng nha mọi người, bởi vì anh Lập tí nó sẽ chia sẻ về cái vụ phèn và cái hành trình cải tạo đất cho chúng ta. Cảm ơn anh Lập. Thì chính cái việc này nè, thì mấy, mấy à, cái này mấy em bật ngửa luôn thì thấy rằng là cái này là nó phải có một cái quá trình để cho nó cải tạo phèn, chứ không phải không là dạng như mình muốn trồng cái cây thì trồng, tại vì nó là dạng như nội chỉ đơn giản đó là cái cây bo bo theo thông tin mấy em biết đó, và mấy em đã có thực nghiệm qua cho đối với một cái dự án ở trang trại hữu cơ trước đó em làm á, thì hàng bo bo nó có khả năng cải tạo đất với chịu đất xấu cực kỳ tốt, nhưng mà khi mà trồng vô đây nó còn điêu đứng đến gì nữa chứ đừng nói chi tới mấy cây trồng khác. Thì mấy em cần phải tra lại các danh sách rồi coi coi hay là hàng nào chịu phèn, hàng nào không chịu phèn để ưu tiên trồng số lượng nhiều, rồi sau đó hơn là dạng như hàng nào hết mà dạng như chưa có thông tin đó thì đưa nó vào hay là cái chạm hay là thử nghiệm. Dạng thử nghiệm, và đây là cái hình ảnh tháng 10 năm 2020, và kế tiếp theo là dạng như cái hình ảnh hay là sau đó hay là dạng như là tới hay là dạng như tháng 12 năm 2021, thì hay là dạng như cái khu vườn nó trở nên nó phát triển hơn rất là nhiều, cây cối rồi kia dân nhan xanh đâm luôn, và hay là trong đây nè thì đất cây cối rồi kia nha nó cũng phát triển rất là nhiều, và cái phần thay đổi cụ thể thì một lát nữa sẽ nói cụ thể hơn. Đây đây là kết quả sau 14 tháng, thì lúc đầu mấy anh em kiểm tra cái hàng pH đất á, cái độ pH nó một số chỗ á thì thấp nó là 5, một số chỗ hay là dạng như nó đỡ hơn hay là nó 6, và sau mà 14 tháng thì cái kết quả nhìn chung là nó sẽ tăng lên được 0.5 rồi, hay là dạng như ban đầu hay là dạng như do cái đất nó mới sinh lên cái số lòi của nó hay là dạng như trên đất hay là nó trống trơn luôn, và sau 14 tháng thì mấy em trồng được trên cái khu vườn hay là được 215 lòi, rồi số lòi mà tái sinh tự nhiên mà mấy em thống kê được hay là 50 lòi, rồi độ che phủ đậu phủ xanh đó, thì hay là dạng như sau 18 tháng thì được 80%, rồi che phủ mặt đất hay là gần như là được 100%, là tất cả chỗ nào mấy anh em trên đất hay là dạng như mấy anh em trồng mấy anh em đều che phủ hết, và số lượng cây tầng tán trên đất đó, là được 4 tầng. Thì vì sao nó lại có cái đạt được cái kết quả đó, thì mấy anh em coi cái thằng này thì cái việc mà lựa chọn cây trồng hay là cái yếu tố cực kỳ quan trọng, và mấy anh em phân loại với cây trồng theo cái yếu tố về thời gian, dụ như cái yếu tố về thời gian ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Thì đối với dạng như những cái mục tiêu ngắn hạn đi thì mấy anh em sẽ có những cái cây gì, ví dụ như mục tiêu ngắn hạn là bo bo nè, điên điển, rồi bạc hà, bột chấm, chuối,
cây dông ta rồi cây phơi mì. Thì khi mà mấy em trồng mấy thằng đó và quan sát nó có khả năng chịu được điều kiện nó kém, ở nó có khả năng chịu thích nghi rất là tốt rồi, hay là dạng như phèn nó nhiều hơn chút xíu nó vẫn có phát triển quá tốt, nó vẫn phát triển ổn và có thể thu hoạch được, thì mấy em lựa chọn cái thằng mấy cái cây đó. Rồi cái hay là cái chiến lược của nó, hay là dạng như dài hơn hơi nó hơn, nó sẽ có những cái cây gì thì mình sẽ phân theo cái chức năng và cái thời gian của nó. Rồi kế tiếp hay là dạng như phân loại theo chức năng, thì trong cái nhóm cái khu vườn mấy em được chia ra rất là nhiều loại, ví dụ như hay là cái cây lương thực đi, rồi cái cây dược liệu, cây ăn quả, cây cảnh quan, rồi cây lấy gỗ, rồi bổ sung thêm vào cái cây sinh khối trong cái khu vườn. Và mấy em đánh giá rất là cao mấy hàng sinh khối trong cái khu vườn này, tại vì dạng như sau khi mà mấy em điều tra một thời gian thì thấy rằng ở U Minh Thuận á, đất mà người ta mới sinh lên đi phèn rất là nhiều, người ta vẫn trồng được chuối, và chuối nó có khả năng cải tạo đất phèn cực kỳ tốt. Rồi ngay sau là dạng như em nghiên cứu trước đó em cũng có trồng, thì hàng cỏ xả nó cũng rất phù hợp cho cái việc ngoài đất nó phèn, rồi bạch đàn luôn. Thì khi mà kết hợp với nhau thì dạng như chỉ cần trong vòng khoảng cỡ thời gian ít tháng thôi là cái hệ thống nó trở nên là dạng như có rất nhiều cái hàng sinh khối, và sau 14 tháng thôi là sinh khối trong cái khu vườn đó, nó trở nên dư thừa, rồi cái nó bắt đầu nó là dạng như cái quá trình đất nó được cải tạo rất là tốt. Rồi cụ thể hơn thì đây là cái thiết kế trong cái khu vườn nè. Thì ở bên ngoài á, là cái mương nước và cái khu vực mà canh tác của mấy anh em á, thì nó chỉ có nằm trong là 7 mét thôi, cái độ rộng đó là 7 mét, rồi cái chiều dài của nó là hơn 400 mét. Thì là ở phía bên ngoài á, thì mấy anh em trồng cỏ xả để hay là dạng như là giữ đất, và vừa có chức năng hay là dạng như là cung cấp thêm cái hàng sinh khối để cho phủ vô trong. Rồi ở phía bên trong á, thì trồng hay là dạng như những cây ăn quả, rồi ví dụ như bưởi, ổi, rồi một số cây như là chanh, rồi sung, rồi dạng như xoài, rồi thanh trà, rồi mít, rồi kiên giang, rồi kết hợp với chuối để vừa có khả năng cải tạo đất, rồi hạ phèn, rồi cung cấp hữu cơ nữa. Và cái quá trình này nè là dạng như sinh khối cứ cung cấp liên tục, và mấy em sẽ không có vận chuyển cái sinh khối quá nhiều, mà sinh khối là được cắt ra rồi cái phủ sát bên thôi. Thì chính cái quá trình này nó cũng đỡ tốn thời gian cho mấy em rất nhiều. Chứ đôi lúc thế là dạng như một số trường hợp là mấy em sẽ hạn chế, rất là hạn chế cái việc hay mà chuyển sinh khối từ cái chỗ này đi qua chỗ kia, thì cái việc đó nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Còn khi mà mình thiết kế hợp lý cái khoảng cách giữa cái hàng cỏ là sinh khối chủ lực là cỏ xả hoặc là chuối thì nó gần với cái hàng cây trồng chính, thì mình chỉ cần cắt tỉa xuống và mình chuyển nó qua nghĩa là nó tới, thì nó sẽ đỡ tốn thời gian và nó làm tăng hiệu quả cho cái việc mà cải tạo đất trong cái khu vườn của mình. Thì đó là một cái yếu tố mà em thấy cũng cực kỳ quan trọng trong việc mà dạng như mới áp dụng cho cái mô hình sim to be. Và đây cái đất nó được che phủ và nó trả hữu cơ, nó rất là dày, thì dạng như cái lớp phủ bao gồm chuối, cỏ xả, rồi kiên giang là đất nó đã đen lại rồi. Cái hay là mấy em chọn cái việc mà mình tin tưởng đó, mình làm, thì mấy anh em tin tưởng rằng cái việc là nuôi dưỡng đất thì đất nó sẽ nuôi dưỡng cây, thì cứ hay là dạng như quốc vô hay là mình tìm cách hay là để gia cho hay là cái đất đó, nó càng trở nên màu mỡ hơn, thì hay là chắc chắn của mình hay là mình sẽ thu được hay là nhiều quả hơn và nhiều cái năng suất hơn từ cái khu vườn của mình. Và có thêm một cái câu nữa mà mấy anh em cảm thấy nó là đúc kết lại sau khi mà cái quá trình làm vườn của mình, đó là cái phần sinh khối hữu cơ trở về đất hiện tại là nông sản cho tương lai. Nếu mà sinh khối hữu cơ mà chúng ta trả về càng nhiều thì nông sản chừng nữa chúng ta sẽ nhận để sẽ càng nhiều, còn nếu mà chuyện như chúng ta không trả về sinh khối hữu cơ cho đất thì là đất hay là nó cũng keo kiệt kibo ý như chúng ta luôn, nó cũng không cho chúng ta nhiều nông sản. Thì cái việc đó sinh khối hữu cơ trả về cho đất hiện tại là nông sản cho tương lai. Rồi ở đó mấy anh em không chỉ là cái việc mà trồng cây không, mà còn đó là nơi để cho những anh chị mà có quan tâm đến các mô hình vườn gừng hoặc là nông nghiệp sạch để cho lại để cùng nhau giao lưu để học hỏi. Đây là mấy anh chị có quan tâm đến cái mảng mô hình vườn gừng và dạng như cái cách mà sống quay quầy tự nhiên của mấy anh em tham quan cái mô hình ở vườn Thuất Nam.
Rồi đây là mấy bạn Chính với Dung là tình nguyện viên, thành viên của vườn Phước Nam, đang thực hiện là trồng cây, chuẩn bị trồng cây ở vườn. Thì cái kết nối rất là tốt đối với dạng như khi mà chúng ta chỉ nói về nông nghiệp hoặc là dạng như chúng ta tìm hiểu nó nhưng mà nó không có cái gì minh chứng hoặc là nó không có gì chứng minh, nó rất là khó. Nhưng mà là khi mà các anh chị đó được đi tới, được trải nghiệm, rồi được quan sát, được thực hành trực tiếp đó, thì cái kết nối và dạng như những cái kiến thức và cái kinh nghiệm đó, nó sẽ trở nên cao hơn rất là nhiều. Dạ. Rồi trong cái quá trình mà dạng như mấy anh em trồng cái khu vườn gần đó, thì đụng phải một cái vấn đề đó là tại vì thời gian đó là tính toán đó, là cây chuối á mà mật độ nó chỉ 3 mét trên cây thôi, tại vì đâu tại vì nó là thấy cái chuối cái bụi nó cũng tương đối thôi chứ nó không to quá, ai dè đâu là dạng như nó chịu đất quá tràn chịu đất, và là nó phát triển rất là khủng khiếp, nó khủng khiếp đến mức là dạng như nó che bóng gợp đến cái khu vườn của mình luôn. Và đối với cái trường hợp này nè là dạng như các anh chị làm vườn gần một thời gian trong tương lai các anh chị sẽ gặp rất là nhiều, đó là cái khu vườn của mình là nó chịu được gợp bóng rất là lớn. Thì chính cái việc mà gợp bóng này nè thì chuối nó chỉ phát triển thôi tốt thôi, còn thôi là dạng như đối với cây ở dưới của mấy em thôi là mấy em quan sát thấy là nó bị đình trệ rất là nhiều sự sinh trưởng và sinh trưởng, sự nó cho phần năng suất thật là nó phát triển là bây giờ nó mấy cây ở dưới nó phát triển rất là kém, nó không còn tốt nữa. Thì hay là dạng như cái chiến lược được chuyển ra hay là dạng như là bây giờ hay là chuối là trồng với mật độ là 3 mét trên cây rất là dày, thì bây giờ hay là dạng như sẽ tỉa thưa ra để cho nó làm cái mật độ chuối nó thưa ra, rồi hay là dạng như cho ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống và nó cung cấp thêm đầy đủ cho cái khu vườn nhiều hơn, thì chỉ cần sao cắt tỉa thôi. Thì cái hình cắt tỉa chuối là cái hình phía bên tay phải, thì cắt tỉa khoảng cỡ chừng hơn một tháng thôi là cái khu vườn nó là dạng như dòm vô là nó có cái phần sinh khí hơn hẳn được. Trước đó nó rất là gặp gặp nhưng mà hay là chủ yếu là lá chuối, còn mấy cây khác là nó hơi ồ, nhưng mà hay là sau khi mà chúng ta cắt tỉa chuối gọi ha là những cái cây khác là nó bắt đầu nó phùng lên rất là tốt, nó tạo ra cho cái mạch sinh trưởng phát triển rất là tốt trong cái hệ thống. Thì trong đây đảo qua đảo lại em muốn nhấn mạnh vào một điều đó là dạng như đối với các anh chị á, chúng ta trồng cây để áp dụng cho cái mô hình vườn gừng á thì nó chỉ là dạng như trong một trong những cái bước cơ bản đầu tiên ban đầu thôi, còn nó đối với dạng như mô hình vườn gừng để cho nó đạt được hiệu quả thì nó càng có một cái quản lý cái khu vườn nó tốt và cái con người chúng ta có thể tiếp cận coi cái việc quản lý cái khu vườn, thúc đẩy các hệ thống mà nó phát triển tốt nhất bằng cái việc hay là chúng ta cắt tỉa nó thường xuyên. Thì đối với các hệ thống của mấy em ở trong đây là chuối nó áp đảo thì mấy em cắt tỉa chuối. Đối với một số hệ thống khác mà chúng ta trồng một số cây trồng khác thì chúng ta có thể cắt tỉa một số cây trồng áp đảo đó để cho chúng ta tạo ra cái mạch sinh trưởng phát triển cho hệ thống. Rồi kế tiếp là tại vì là đối với cái dự án cho mở thì xin đối với nhà tài trợ thì trong đó nó có hạng mục là đào tạo nông dân trực tiếp tại vườn, nhưng mà hay là mấy anh em có nhiều cái may mắn lắm, đợt bật rồi khá là dạng như trúng ngay cái đợt dịch, hay là sau khi xin dự án xong rồi mô hình nó tương đối nó cơ bản rồi thì nó trúng ngay đợt dịch, hay là dạng như khoảng rất là lớn đã bắt đầu hay là năm khoảng cỡ chừng hồi năm năm 2021 á là nó kéo dài mấy tháng luôn, nên hay là mấy bạn là cùng nhau đã ngồi lại bây giờ hay là dạng như đối với cái việc mà làm cái mô hình hay mà dạng như đào tạo trực tiếp nè thì nó đó là cái yêu cầu của dự án, nhưng mà nó là hiện tại bây giờ tình hình không được thì bây giờ đào tạo online được hay không, thì từ cái ý tưởng đó mà dạng như bây giờ nó làm mấy bạn là cùng nhau sống lại để đào tạo online thì gom mấy anh chị có quan tâm về cái mô hình vườn gừng là với nhau để cùng nhau học và chia sẻ về cái mô hình vườn gừng để cho cái cộng đồng trở nên nó tốt và nó lớn mạnh hơn. Tại vì dạng như khi em cũng tham gia một số cái cộng đồng mô hình vườn gừng thì thấy rằng đa phần á đụng phải một cái vấn đề rất là lớn, đó là dạng như các anh chị làm đa phần là theo cảm tính thôi chứ không có quan sát nhiều, mà cũng dạng như là thích thì làm,
Còn có một số cái kiến thức ấy, mà dạng như có thể nói nó rất là cơ bản, nhưng mà hay là dạng như chúng ta không có tìm hiểu đến, hay là chúng ta áp dụng rất là chặt chội thì nó sai tùm lum hết, rồi cái cuối cùng hay là nó rất là dễ nản. Nên hay là dạng như là muốn muốn hay là dạng như lan tỏa tốt hơn thì trước tiên hay là phải làm cho cái cộng đồng đó nó lớn mạnh hơn. Rồi. Cái lớp mà vừa gần được tạo ra online á, mà trong cái tình hình dịch á, thì lúc đó mấy em lại thấy rất là hay. Tại vì là lúc đó cái phần mà dịch bệnh không có đi đâu được, nên nó là dạng nhưng mà nó là dạng như cái quá trình dịch bệnh nó lại hay là các anh chị học rất là đều và chia sẻ kiến thức và học hành rất là tốt. Lúc đó là gần như đối với các anh chị mà đăng ký học là học rất là tốt, đặc biệt là ví dụ như khóa 2 hoặc khóa 3 đi, là gần như nó là dạng như các anh chị mà hoàn thành khóa học là cực kỳ cao. Rồi cái kiến thức và chia sẻ là dạng như nhóm vườn thuốc nam thu thập được rất là nhiều thông tin, mà dạng như kiến thức về các mô hình vườn gừng không chỉ là cái khu vực miền Tây không, mấy em gom ra được, mấy em tìm hiểu ra được một số anh chị á, ở khu vực Tây Nguyên nè trồng cây như thế nào, một số anh chị ở khu vực cái mà miền Trung trồng cây như thế nào, một số anh chị ở miền Bắc trồng cây như thế nào, rồi mình tổng hợp lại với nhau coi coi cái hàng nào phù hợp để coi nguyên tắc chung được chuyên gia rồi cùng nhau làm, rồi dịch sách, rồi dịch tài liệu, rồi dịch các video và mô hình kỹ thuật vườn gừng, rồi tài liệu hóa dạng như gom lại một số cái kiến thức về mô hình vườn gừng, rồi cái viết những cái bài viết, rồi cái sau đó cùng nhau chia sẻ với nhau, rồi chia sẻ rồi trao đổi giống. Tại vì thật sự nếu mà dạng như chúng ta làm một mình nó tạo ra được một cái, thật sự em thấy là dạng như rất khó để có thể lan tỏa và xây dựng cái cộng đồng lớn mạnh, nhưng mà khi mà chúng ta gom lại và cùng nhau làm rất là nhiều, mỗi người góp một ít thôi, thì hay là dạng như nó sẽ tạo ra một cái cộng đồng nó rất là lớn và nó tạo được lan tỏa rất là nhiều. Hiện tại bây giờ cái cộng đồng mà học gần mà thì nó nếu mình nhớ không lầm hình như nó cũng khoảng cỡ chừng 2.000 người rồi, các anh chị cũng hoạt động rất là tốt, cũng có rất nhiều bài chia sẻ để tạo động lực lẫn nhau. À, cái này là giới thiệu sơ cho một số anh chị mà chúng ta chưa có tham gia cái khóa học về vườn gừng, để cho chúng ta biết rằng là trong cái khóa học này là có đào tạo những gì. Thì nội dung của cái khóa học á, nó hiện tại bây giờ là nó 37 buổi cộng, 37 buổi cộng, rồi trong cái nội dung của khóa học á, là nó gồm có 14 cái, ủa 15 cái chủ đề, bao gồm là dạng như giới thiệu về mô hình vườn gừng, rồi theo cái kỹ thuật sinh tru bi nè, rồi đất sống, rồi cây sinh khối trong mô hình vườn gừng, rồi xây dựng tiểu khí hậu được nhân dân. Nói chung là chúng ta sẽ nhìn khái quát lại hết trơn luôn tất cả các yếu tố rồi để cho các anh chị hay là chúng ta nhìn toàn diện, rồi cái sau đó chúng ta biết mà áp dụng vô cái khu vườn của mình như thế nào. Và đối với các anh chị nào mà quan tâm thì có thể nhắn tin cho ban tổ chức, rồi ban tổ chức phản hồi lại kỹ hơn về cái phần thế mà cái khung chương trình này nha. Còn đối với các anh chị mà chúng ta đang học thì chúng ta rất là quen thuộc rồi. Rồi một cái số cái kết quả đạt được thì hiện tại bây giờ thì đã đào tạo được 4 khóa rồi, khóa thứ năm thì đang đào tạo mà chưa xong, rồi hơn 220 học viên, rồi hơn 270 giờ đào tạo, rồi hơn 50 video về kiến thức gần gần chúng ta được chia sẻ tổng hợp và mấy anh chị được thảo luận với nhau được nhân dân, là hiện tại bây giờ đã hơn 50 video rồi. Mỗi video kéo dài trung bình từ 2 tiếng rưỡi cho đến khoảng cỡ chừng 4 tiếng. Dạ. Rồi sưu tầm và trao đổi giống nữa. Tại vì cái việc mà em thấy rất là hay ở chỗ là mỗi anh chị chúng ta góp một ít giống. Rồi mỗi nơi chúng ta gom về một số cái loại cây đặc trưng của mình, rồi cái cùng nhau gom lại. Nó tạo ra một cái sự lan tỏa rất là lớn. Mấy vườn thuốc nam đứng ở trung gian, rồi cái sau đó mấy em chuyển giống ra ngoài. Rồi cái gần như là dạng như đối với một số anh chị á, làm vườn gừng thì không có bị thiếu hụt với nguồn giống. À rồi phần trình bày của em đến đây là hết rồi. Rồi các anh chị chúng ta có câu hỏi nào không ạ? Mời các anh chị chúng ta đặt câu hỏi ạ.